Này thì bãi được mấy món các bạn? Hôm qua hôm kia sung quá các bạn. Sáng thể dục chạy mười mấy vòng. Này đuối đuối. Đi làm biếng gom hàng. À, có nhiều lấy nhiều. Ok. Đầu tiên món này các bạn thấy con này gần như mới tinh nha. Hàng cái lô này về là gần như mới các bạn ha. Cái buli còn nha, buli zin. À, 1000W nè, 3000 vòng, hàng Japan. Con này anh khách anh mua rồi nha các bạn. Mình lấy về giao anh nha. Con này hàng Japan, hàng hiếm á. Hàng rất là mới, đẹp. Equator bao sóng à. Để ra không đi chơi. Êm ru luôn các bạn. À, mới tin, em đó. Món thứ nhất nha, cái này là tí giờ gói giao anh luôn. Món thứ hai là cuộn dây điện. Thì cái này anh khách lấy phân nửa nè. Bây giờ không biết làm sao mà sổ ra đến tính nữa các bạn. Không biết làm sao mà sổ ra đây. Một cuồng là 650 nha. Nửa cuồng là 325. Bao ship. Còn nửa cuồng mình đang kêu anh khách kia quen lấy. Đây món thứ hai nha. Món thứ ba là một cái loa Samsung. Cái này mình để mình xài. Cái này đúng cái mình đang tìm các bạn. Cái center. Cái center là cái loa trung tâm của cái hệ thống nha. Mình thì đang thiếu. Mình mua cái bộ của anh đấy các bạn. Nó thiếu. Nó không có. Giờ là lấy cái này là ráp cho thử coi ngon ngon không. À, để riêng bên. Đây. AVR mà control được các bạn. Ghê không? AVR mà controller nha. Bạn có thể điều chỉnh từ min tới max. À, cho cái hệ thống cái con này cho cái hệ thống phát điện các bạn. AVR có thể điều khiển được nha. Đầu vào là 24. Con này thì đúng với cái hệ của con này là dynamo 24 nè. Đúng hệ của nó luôn nha. Là đúng hệ. Con này 350k. Để mình rảnh mình làm một cái video mở hộp mình test cho các bạn coi. Đặc biệt bữa nay USA Price is. Hàng này hàng hiếm các bạn. Hàng này hàng hiếm nha. Hàng xưa xưa mà hiếm. Nè, nút còn đủ hết. Nó bao gồm 4 cái lo. Không biết là lo toàn giải hay là lo gì. 4 cái 4 góc. Cái này mình chưa vệ sinh nha. Để rảnh mình mở bên trong mình giới thiệu cho các bạn nha. Nếu con này chạy ngon thì con này cũng rất là ok. USA Price Cali Chicago chứ. Power nguồn vào. Để mình mở bên trong mình coi là nguồn vào bao nhiêu volt nha. Cái này nọ. Nó 4 speaker. Khi mà nó hoạt động nó sẽ sáng đèn lên. Chép bát tùm lum ra. Ok, cái này thì 550k nha. 550k có 3 cái.